Thưa quý vị, thời tiết miền Bắc vẫn đang duy trì hình thái sương mù, mưa phùn giăng kín lối vào buổi sáng. Các chuyên gia khí tượng giải thích đây là thời kỳ điển hình của các khối không khí lạnh có xu hướng lệch đông, đem theo hơi ẩm của gió đông nam và gây mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù khắp miền Bắc. Vâng ạ, việc xuất hiện lớp sương mù bao phủ dày đặc thì không chỉ gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân, mà theo cảnh báo của các chuyên gia thì sương mù cũng sẽ có tác động lớn tới sức khỏe của con người. Vì thế mà quý vị nên hạn chế ra đường quá sớm vào buổi sáng, nhất là các đối tượng trẻ nhỏ, người già, người có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai. Và trường hợp cần phải di chuyển ra khỏi nhà thì nên đợi tan bớt sương mù để các chất độc có trong không khí bay lên cao.